Sáng ngày 27 tháng 9, theo giờ địa phương, 6 tiểu bang đang trong tình trạng khẩn cấp khi bão nhiệt đới Helene tấn công vùng đông nam nước Mỹ. Sau khi đổ bộ vào Big Bend của Florida, Helene đổ bộ vào đất liền nước Mỹ mang tính lịch sử vì đây là cơn bão có tốc độ tăng cấp nhanh kỷ lục và đe dọa gây thiệt hại lớn. Cơn bão đổ bộ vào đất liền với cường độ bão cấp 4 và mặc dù hiện đã suy yếu, nhưng mưa lớn và gió dữ dội vẫn gây thiệt hại trên diện rộng cho nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Nhiều khu vực trên khắp Florida, Bắc Carolina và Nam Carolina có lượng mưa trên 228,6mm. Lệnh theo dõi và cảnh báo bão cũng được áp dụng đối với 60 triệu người ở 12 tiểu bang. Theo bản cập nhật lúc 5 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, Helene tiếp tục suy yếu dần khi đi qua miền Trung Georgia và hiện là một cơn bão nhiệt đới với sức gió là 112 km/h. Một tình trạng khẩn cấp về lũ quét đã được ban hành cho quận Haywood, ngay phía tây Asheville, nơi phía bắc Carolina, cho đến 10 giờ 15 phút sáng theo giờ miền Đông. Các quan chức cấp cứu đã báo cáo về nhiều vụ đóng đường, hoạt động cứu hộ trên mặt nước và nhiều ngôi nhà bị ngập lụt trên khắp quận Haywood. Lượng mưa bổ sung dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới và sẽ góp phần làm mực nước suối dâng cao nhanh chóng, làm tăng nguy cơ xảy ra lở đất và lũ lụt, đe dọa tính mạng. Theo Power Outage.us, hơn 2,2 triệu khách hàng không có điện trên khắp Florida, Georgia và Carolina khi bão Helene tiếp tục ảnh hưởng đến vùng Đông Nam. Tính đến sáng thứ Sáu, đài truyền hình ABC đã đưa tin về hai trường hợp tử vong ở quận Wheeler của Georgia, trong khi Florida xác nhận một trường hợp tử vong sau khi một biển báo rơi trúng một chiếc ô tô trên đường cao tốc ở thành phố Tampa. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ gọi tắt là NHC cho biết trong bản cập nhật vào thứ Sáu, Helene tiếp tục tạo ra những cơn gió thảm khốc hiện đang tràn vào miền nam Georgia. Mọi người không nên rời khỏi nơi trú ẩn và ở nguyên tại chỗ trong suốt thời gian diễn ra những điều kiện đe dọa tính mạng này. Theo USA Today, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 26 tháng 9 theo giờ địa phương, siêu bão Helene đã đổ bộ vào đất liền nước Mỹ với cường độ cấp 4, sức gió 225 km/h. Đến nay, đã ghi nhận 42 người chết do ảnh hưởng của bão và hơn 4 triệu người đang sống trong cảnh mất điện trên khắp các bang Florida, Georgia, Nam Carolina, Tennessee và Virginia. Helene là cơn bão cấp 4 đầu tiên đổ bộ vào khu vực Big Bend của Florida kể từ năm 1851, đã suy yếu vào sáng ngày 27 tháng 9 khi đến bang Georgia, gây ra lũ lụt tại các bang ở Atlanta và Carolinas. Atlanta đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục là 28,24cm trong vòng 48 giờ, lượng mưa lớn nhất mà thành phố này từng chứng kiến kể từ khi bắt đầu có thống kê vào năm 1878. Một số khu phố bị ngập nặng đến mức chỉ còn nhìn thấy nóc ô tô nhô lên khỏi mặt nước. Moody's Analytics dự kiến thiệt hại có thể lên tới là 15 tỷ đến 26 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang cầu nguyện cho những người sống sót và người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã đến Florida. Cơ quan này đã triển khai hơn 1.500 nhân viên thực hiện 400 cuộc giải cứu tính đến trưa ngày 27 tháng 9. Giới chức Mỹ vào ngày 27 tháng 9 cho biết bão Helene đã tàn phá khắp bang Florida và vùng Đông Nam Mỹ, khiến ít nhất 40 người chết. Công ty nghiên cứu Moody's Analytics ước tính bão Helene sẽ gây thiệt hại tài sản khoảng 15-26 tỷ đô la Mỹ. Bob Guantieri, cảnh sát trưởng ở hạt Pinellas thuộc bang Florida cho biết có 5 trường hợp thiệt mạng tại các khu vực đã được yêu cầu sơ tán. Ông cho biết một số người vẫn ở lại nhà vì không tin cảnh báo và đã phải trốn lên gác mái khi nước lũ dâng cao. Tại bang Georgia, bão khiến một số bệnh viện bị mất điện. Thống đốc Brian Kemp nói rằng giới chức đang dọn dẹp các đống đổ nát. Ở bang Tennessee, lực lượng cứu hộ đã phải dùng trực thăng để sơ tán 54 người dân bị mắc kẹt trên nóc bệnh viện hạt Unicoi sau khi nước lũ gây ngập địa điểm này. Giới chức bang Bắc Carolina đang sơ tán người dân ở các khu vực gần đập nước, song chính quyền trấn an rằng chưa có nguy cơ vỡ đập. Người dân ở Newport, Tennessee cũng được sơ tán đề phòng nguy cơ vỡ đập, song giới chức sau đó khẳng định kịch bản này không thể xảy ra. Cơ quan khí tượng bang Georgia cho biết thành phố Atlanta đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục là 282,4mm trong vòng 48 tiếng, lớn nhất kể từ khi bang này ghi nhận dữ liệu mưa vào năm 1878. Một số nơi ở Atlanta ngập nghiêm trọng đến mức chạm nóc ô tô. Hơn 4,6 triệu hộ gia đình cùng các đơn vị kinh doanh chịu cảnh mất điện do ảnh hưởng sau bão Helene ở Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và một số bang khác.
Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp Liên bang Mỹ đã điều động hơn 1.500 nhân viên và hỗ trợ hơn 400 cuộc giải cứu chỉ trong một buổi sáng. Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang cầu nguyện cho những người dân chịu ảnh hưởng. Bão Helene đã mạnh lên thành cấp 4 nguy hiểm vào thứ Năm, 26 tháng 9, khi nó tiếp tục trở nên mạnh hơn ở vịnh Mexico trên đường đi đến khu vực Big Bend của Florida. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ tại Miami, Helene được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ nước Mỹ vào tối thứ Năm với sóng bão thảm khốc và chết người, có thể cao tới gần 7 mét ở một số khu vực, cũng như gió mạnh gây thiệt hại nguy hiểm. Giám đốc Trung tâm Bão Michael Brennan mô tả đợt sóng dâng do bão dự kiến dọc theo bờ biển phía tây bắc Florida là một kịch bản thực sự không thể sống sót. Ông Brennan cho biết điều đó có thể phá hủy nhà cửa, di chuyển ô tô và mực nước sẽ dâng rất nhanh khi bão Helene tiến vào đêm nay và có thể chặn đứng các lối thoát. Helene đã mạnh lên thành bão cấp 2 vào sáng thứ Năm và đến chiều thứ Năm đã đạt sức gió mạnh nhất là 200 km/h, khiến nó trở thành bão cấp 3 mà các nhà dự báo coi là một cơn bão lớn. Đêm thứ Năm, tốc độ gió mạnh nhất của Helene đã tăng lên 225 km/h, trở thành thứ mà Trung tâm Bão mô tả là một cơn bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm. Theo công ty theo dõi tiện ích PowerOutage.us, tính đến tối hôm qua, đã có hơn 788.000 khách hàng ở Florida bị mất điện. Bản đồ radar trực tiếp của CBS Miami hiển thị vị trí hiện tại và tác động của cơn bão Helene đến lượng mưa. Đêm muộn thứ Năm giờ địa phương, Helene tạo ra những cơn gió thảm khốc sẽ lan rộng vào bờ ở khu vực Big Bend của Florida trong vài giờ tới. Trung tâm bão cho biết, Trung tâm cảnh báo mọi người không nên ra ngoài trong điều kiện nguy hiểm như vậy và hãy thận trọng nếu gió yếu đi vì điều đó có nghĩa là mắt bão đã vào bờ. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã cảnh báo người dân di chuyển đến vùng đất cao hơn càng sớm càng tốt. Ông DeSantis cho biết, mỗi phút trôi qua đưa chúng ta đến gần hơn tới tình cảnh quá nguy hiểm để có thể di chuyển. Tại Nhà Trắng, người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang đã kêu gọi mọi người nghiêm túc đối phó với mối đe dọa từ bão dâng. Quản trị viên FEMA Diana Gridwell cho biết hầu hết trong số 150 người thiệt mạng do bão Ian năm 2022 đều chết vì đuối nước. Một số sân bay đã đóng cửa vì cơn bão và các hãng hàng không đã hủy hàng trăm chuyến bay. Tổng thống Biden và Thống đốc DeSantis đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tiểu bang vào đầu tuần và lệnh sơ tán đã được ban hành tại một số quận. Tại Đại học Tampa, các viên chức đã cố gắng sơ tán tất cả sinh viên nội trú vào chiều thứ Tư. Tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố ở Georgia, Bắc và Nam Carolina và xa hơn về phía Bắc là Virginia. Dọc theo bờ biển phía Tây Florida, người dân đã chuẩn bị ứng phó cơn bão bằng cách đóng ván cửa sổ, đổ xăng cho xe và chất đầy bao cát trước khi cơn bão Helene có khả năng đổ bộ. Ở Tallahassee, Dorothy Richardson đang chuẩn bị nghỉ ngơi cùng 6 đứa cháu của mình. Richardson nói, dù thế nào đi nữa tôi cũng cần phải chuẩn bị, lấy bao cát, lấy than, lấy chất đốt, lấy bình propan. Russell King đang chuẩn bị sơ tán khỏi ngôi nhà của mình ở Mexico Beach. Ông cho biết ngôi nhà hầu như không chịu được cơn bão Michael vào năm 2018. King nói, chúng tôi mất vòi hoa sen, mất thang máy, mất tất cả các bức tường ở tầng trệt. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi ổn với những thứ này bây giờ, nhưng bạn biết đấy, chúng tôi không biết 200 km/h chúng sẽ bị thổi bay. Thị trưởng Tallahassee John Daly cho biết thành phố đang tăng gấp đôi lực lượng lao động với sự tham gia của các đội cứu hộ từ các tiểu bang khác để giúp khôi phục nguồn điện và cung cấp viện trợ cho khu vực sau cơn bão Helene. Daly nói, thật đáng lo ngại, tôi đến từ Tallahassee, đây là quê hương của tôi. Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão nào có cường độ như vậy, có thể tấn công trực tiếp vào Tallahassee. Cuối ngày 26 tháng 9 theo giờ Mỹ, Trung tâm Bão Quốc gia UA, bang Florida, Mỹ, thông báo bão Helene nằm cách thành phố Tallahassee, bang Florida, khoảng 70 km về phía đông nam, với sức gió mạnh nhất là 225 km/h. Theo đài ABC News, bão Helene sau đó đã đổ bộ vào Florida, được xếp vào cấp 4 trong thang đo 5 cấp được Mỹ sử dụng, gây sóng lớn, mưa lớn, lở đất. Theo nhà chức trách, bão Helene đang di chuyển với tốc độ nhanh, có thể tiếp tục lan rộng ảnh hưởng và được dự báo sẽ yếu đi khi đổ bộ vào đất liền. Theo CNN, bão Helene đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Bão gây nên tình trạng mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng hơn 1 triệu người ở Florida và hàng ngàn người ở các bang lân cận. Theo ông John Daly, thị trưởng thành phố Tallahassee,
thủ phủ của bang Florida, bão Helene có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào thành phố này. Bão Helene đổ bộ có thể gây ra thiệt hại chưa từng có và chúng ta chưa từng trải qua trước đây. Thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, kêu gọi người dân phía Bắc Florida di tản trước khi bão đến. Ông cũng cảnh báo về nguy cơ bang Florida phải hứng chịu lũ lụt. Bão Helene được dự báo sẽ là một trong những cơn bão lớn nhất trong nhiều năm qua tại khu vực Vịnh Mexico. Theo các nhà khoa học, hiện tượng nóng lên toàn cầu khiến số lượng và độ mạnh của các cơn bão tăng lên trong thời gian qua.